Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay yo, các ngài đang thọ lãnh bôn môn vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hu nay yo, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi, tinh ly nhân quả đem đến dâng cúng. Anh Chalikarani vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang bun nhắc khét tăng lô ca sa ti, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Na ti mê sa ra năng anh nhăn sang khô mê sa ra năng qua răng ê tê na sách cha vách chê na hồ tu mê cha ra măng ga lăng. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quan đà mi chê ti giang sáp bằng sáp bát thà nê su ba ti ti tăng sa ri ri ca thà tu ma ha bồ thình bu tha rô bằng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc sa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra tham mầm hi cha rằng anati tô già thi tham mầm hi già thình anati tô marana tham mầm hi marana anati tô. Sắp bề hi mê bi dê hi ma na bề hi na na pha vô quy na pha vô cầm ma sa cầm hi cầm ma đa gia đô cầm ma yô ni cầm ma bàn thù cầm ma ba ti sa ra nô. Yang cầm măng ca ri sa mi can gia năng qua pa ba căng qua ta sa đa gia đô pha quy sa mi e quang am hê hi a phin hăng. Bách cha quách ki tạp bàn ti. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bê sát ta á quê ra hồn, tu su khi ta hồn, tu nít đúc khà hồn, tu áp già bách trà hồn, tu á ni khà hồn, tu đi khà du ca hồn, tu á rô ca hồn, tu sam bát tì hi sam mít chàn, tu su khi át ta năng. Bà riha rằng, tu đúc khà bát ta, cha nít đúc khà phá gia bát ta cha ni pha ya so ka pa ta cha ni so ka hon tu sap be bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lược, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử chúng con ạ. Ukasa
ma dạng phành tê quy sùng rắc kha nát tha gia ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dàm bi ma dạng phải tề quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dàm bi ma dạng phành tề quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị Thiện Nam tiên nữ, xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến lão tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng ga cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sa đăng ga cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp. Sang cấm sa đăng ga cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ ti yam vi bụt đăng sa nâng gà cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ ti yam vi đăng măng sa nâng gà cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ ti yam vi sang cấm sa nâng gà cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam vi bụt đăng sa đăng ga cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam vi đắm măng sa đăng ga cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam vi sang cấm sa đăng ga cha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham măng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dâm bi bụt thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dàm bi tham măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dàm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dàm bi bút thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi tham măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tị sa ra ca ha năng nịch thi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng.
Bà-na-thi-bà-ta-vê-ra-ma-ni-si-kha-bà-ta-ng-sa-ma-di-yam-mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A-đinh-na-đa-na-m. Vê-ra-ma-ni-si-kha-bà-ta-ng-sa-ma-di-yam-mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra Vê ra mạc ni si kho bất năng sa ma ni ya mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da Vê ra mạc ni si kho bất năng sa ma ni ya mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana Viramani sikabana samani yami. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Banati bata Viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchacara Viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamacchappamadatthana Sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Yamani panjasikapadhani sadukam katuangapamadena nityakalam samarpitam. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ra mọi những hành theo chư được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Lê na su ca tinh doanh tị sư lê na phu ca sâm bạc đà. Sile nini putyon tita sma si lăng quỷ sô. Tha ye, các chúng sinh được sinh về cõi trời cũng như dưới giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dưới giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như dưới giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải lắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Sa thu lành thay. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na quan đề hàng bà đa bằng sùng và rút ta mang bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mạ tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng tham manh cha du vi thằng qua rằng tham mê yo kha li tô đô so tham mô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Uttamang ghe na quan đề hàng sang khanh cha du vi thô ta mang sang khê yô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Vadu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha anu pawe nekada sothi pavandu te vadu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma Nupawe nesada sothi pavandu te pavadu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sankhai nupawe nesada sothi Phật quanh tụ tên tất cả hành phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sua tạng lạc thô xúc tổ vô nô hô bụt thác sa sa nê a rô gô xúc tổ hô y sa hạ sa bế nhà tí quý sa tha lạc tha. Sukhita vrha buddha sa sa ne aroga sukhita hoi sa sabbe nyati pite athalatha sukhita vrha buddha sa sa ne aroga sukhita ho tha sa sabbe hit nyati pin cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Akasa tha cha bồm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu sa sa năng. Akasa tha cha bồm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu no ga ru. Akasa tha cha bồm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nhà ta yo. Akasa tha cha bồm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu ba ni no. Akasa tha cha bồm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu sa no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sang ni no a thi ye cha sa ta a sang ni no ka tang bun ya pha lang mai hang. Sabbe pha ghi pha hoàn tu tề dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn nha pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng. Sabbe lo cam hi dê sát ta chi hoàn ta hà ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sabbe la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà,
chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được là hưởng an, phước con hồi hướng dâng ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đằng nồ nhà tỳ nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Ý đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quắc kha già qua hàng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Ý đằng mề bùn nhằng níp bà nát sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả Niết Bàn. Dạ, phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới trong ngày hôm nay, con kính dâng phước này đến chư thiên, đến quý sư, quý cô tu nữ. Con xin chia phước này đồng đều nhau cả thầy đến hội chúng trong rung Phật giáo Nam truyền. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền Tam Quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, con đã thấy pháp sư vào đạo tràng. Dạ, mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Amma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tánh cha đi an thi hoa răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chắc kha cha ti ca đê sê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư cũng xong. Dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa ạ. Dạ, sa thủ kinh cảm ơn sức kim nhung. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ, cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Metta. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao Tam Quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ, con xin đọc chánh văn ngày hôm nay. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1. Tương ưng chư thiên. Tám la mã. Phẩm tám la mã. Đoạn thiên nhân.
một đứng bên vị thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn. Đoạn 1. Sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một pháp loại gì Ngài tán đồng sát hại, Tôn giả Gotama. Thế Tôn, sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc thánh hiền tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu, này hiền giả thiên nhân. Và bản kinh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhục Vinh kính chúc được rằng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sam Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài Trí Đức và chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi và thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thương lương dược, ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo, cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an. Kính chúc tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thà Giá. Và cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh và bốt bài lên để tất cả quý vị Phật tử cùng theo dõi những cái lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng trong đời sống thì phàm nhân thì sao? Luôn luôn có những cái phiền não nó bủa vây, mà chúng ta thường thấy cái sân là nó chuyển dễ thấy nhất, cho nên là những người mà tánh hay sân thì người ta rất là sợ những người này, bị vì cái sân á là nó biểu lộ, nó bộc lộ ra bên ngoài, mà cái người sân á đem đến gì cái khổ ra, khổ đau cho chính cái người đó mà cho những cái người xung quanh này.
Cho nên là cái vị thiên nhân hỏi là xác vật gì được lạc. À, xác ở đây là cái xác trừ. À, đoạn xác ở đây đó. Đoạn có nghĩa là cắt đứt. Nên phải hiểu vậy đó. À, đoạn thì nó có thường á, nó có đồng âm nhưng mà khác nghĩa. Cái đoạn ở đây là một phần, à, một cái khúc, một khúc ngắn, à, một khúc ngắn. Ví dụ như nguyên một cái cây gỗ, cái thân cây nó dài, à, bây giờ mình đoạn ra, mình cắt ra từng cái khúc ngắn này, à, thành ra cái đoạn đó là cái khúc ngắn. À, mà đoạn á nó có nghĩa là cắt đứt nha. Ví dụ nguyên cái gỗ dài đó mình phải cắt, mình cắt ra từng phần. À, nhưng mà đi sau cái chữ đoạn là xác. À, thì cái này đó nó là sự cắt đứt để trừ tuyệt. À, cắt đứt để trừ tuyệt. Mà cắt đứt trừ tuyệt cái gì? Là cái sân. À, cho nên là khi mà chúng ta có trí tuệ nhờ sự học hiểu, quan sát cái nội tâm mình, cho nên là khi mà cái sân nó sanh khởi trong nội tâm ấy, thì sao? Mình nếu mà mình quan sát nó, à, mình quan sát thôi. Ừ, đừng có đè nén, đừng có làm xua đuổi bất cứ cái gì. À, quan sát nó, à, cái trạng thái nào, chỗ nào là nó bộc lộ ra. À, thí dụ như là khi mà cái sân nó sanh khởi lên, à, cái con người mình nó nóng phừng, à, thì mình quan sát cái sự nóng nhiệt não ở trong thân. Ừ, hoặc là có người á thì thấy nó tức nghe cái chấn thủy, à, thì mình quan sát ngay cái chỗ nào mà nó biểu lộ ra. À, có người thì thân mình nó run hết, à, thì mình nhìn vào cái sự thay đổi, cái sự chấn động rung động của toàn thân. À, có người á thì sao, thì những cái thớ thịt, những cái cơ ở trên mặt ấy, nó giật, à, nó giật. À, thì bất cứ một cái trạng thái thay đổi nào, à, nó biểu lộ ra, mình nhìn nghe cho đó. À, đó, thành ra đó, người ta nói sao, tướng tự tâm sanh. Cái sân thì nó nằm ở trong tâm, mình không thấy được đâu. À, tại cái diễn trình của tâm thì nó rất là vi tế, nhưng cái hiện tướng, cái tướng trạng của cái trạng thái mà sân á, mình có thể mình thấy được, tại vì nó là cái thần thô. À, nó biểu lộ ra bên ngoài, cho nên mới gọi là tướng. À, tướng cái nó biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên á là khi mà cái phẫn nộ, cái sân hận nó sanh khởi ra, chúng ta chỉ cần chú tâm nhìn vào nó. À, vậy thôi, đơn giản. À, chứ không cần phải đè nén, không cần phải làm bất cứ một cái gì khác hết. Thì sao? Khi mà quý vị mà chú tâm mà quan sát nó là sao? Là mình có niệm, có tuệ. À, có niệm, có tuệ. Mà khi niệm và tuệ có mặt thì dù mình và phiền não vắng mặt. À, thành ra sân, phiền não, à, ví như là bóng tối,
chánh niệm và trí tuệ thì giống như là ánh sáng. Mà khi ánh sáng có mặt á, thì sao? Thì phiền não nó không thể sanh khởi được, nó không thể tràn ngập xâm chiếm, sai sử chúng ta hành động nói năng được. Cho nên á, chỉ cần quý vị chú ý quan sát vào cái tướng trạng của sân nó biểu lộ ra. Còn nếu mà chúng ta là những cái vị hành giả mà chuyên về thực hành niệm tâm đó, thì mình sẽ sao? Quan sát vào cái trạng thái, cái sự thay đổi của tâm, thì nó sẽ rõ ràng hơn nữa. Tại vì khi mà cái tâm phiền não đó, là sao? Nó dao động, nó làm cho cái tâm mình nó bị chấn động ghê gớm, giống như mà khi mà biển động vậy, quý vị thấy rằng những cơn sóng rất là cao, những cơn sóng rất cao nó đập vào bờ ầm ầm nha. Còn nếu mà bình thường á, thì nó chỉ là những cái cơn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng thôi. Còn những cái giai đoạn mà cái biển mà nó phẳng lặng á, thì rất là hiếm. Cho nên á, là khi mà chúng ta quan sát á, cái trạng thái cái tâm của mình, quan sát lúc đầu á, cái tâm mình á, nếu mà không có phiền não á, không? Cái tâm mình nó phẳng lặng giống như cái mặt hồ, giống như mà biển mà cái giai đoạn mà nó yên lặng. Rồi nếu mà cái sự khó chịu, cái sự khó chịu bực bội đó, thì sao? Nó giống như cái mặt sông, mặt biển nó nổi sóng vậy, nhưng mà cái sóng đó nó chưa có dữ. Còn nếu mà cái giai đoạn mà gọi là cao trào đó, cao trào đỉnh điểm đó, là cái trạng thái mà nó bực bội tức tối, thì nó giống như là biển động, sóng cao dồn dập. Thì từ đó mà chúng ta quan sát đó, thì cái sân nó sẽ lùi. Cho nên là khi mà mình chỉ cần quan sát cái tướng trạng, tức là cái sự thay đổi ở trên thân hoặc là cái sự thay đổi ở trong tâm, thì sao? Cái phẫn nộ và cái sân nó sẽ lắng dịu xuống. Cho nên là sát phẫn nộ không sầu. Thì ở đây mình diệt trừ nó, mà mình không phải dùng dao, không phải dùng đao to búa lớn gì đó, không phải là cần phải biết những cái gì mà cao siêu, mà mình chỉ cần mình có cái sự quan sát, sự chú tâm, ghi nhận rõ ràng, rồi trí tuệ mình nhận thức biết rằng hiện giờ cái trạng thái sân nó đang có mặt. Đó, còn ví dụ như mình ở trong diệu pháp thì sân nó có hai, nó là thọ ưu hợp phẫn vô trợ, thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Bây giờ mình bỏ qua cái vấn đề mà những cái kiến thức, những cái trí văn này. Bây giờ mình thực hành trong cái thực tế, mình áp dụng vô cái thực tế này. Mình đừng phân tích là hỏi là cái sân, tôi đang sân, nhưng mà sân này là vô trợ hay là hữu trợ.
Mình đừng có cần phải chia sẻ, mà mình chỉ cần biết rằng mình cái trạng thái sân nó đang sân khởi, trạng thái phiền não nó đang bức bách, nó đang sân khởi ở trong thân hay là ở trong tâm. Nếu mình quan sát trong cái thân ngũ uẩn thì biết rằng cái sân nó đang sân khởi ở trong cái thân, cái nhiệt não nó đang thiêu đốt cái sắc uẩn. Rồi nếu mà mình quan sát cái tâm thì sao? Mình biết rằng một cái trạng thái sân nó đang sân khởi ở trong cái nội tâm chúng ta. Rồi cái sự bức bách, sự nhiệt não của phiền não, của sân nó đang sân khởi, nó xâm chiếm ở trong cái nội tâm chúng ta. Chỉ cần mình ghi nhận, mình biết như vậy thì sao? Thì lần hồi cái cơn sân nó sẽ lùi sụp, nó sẽ diệt mất. Thì chỉ cần mình cái phương pháp đấu trị bằng cái gì? Cái chánh niệm, trí tuệ, thì sẽ không đem đến những cái điều buồn rầu và khổ đau nha. Rồi Đức Phật dạy sao? Phẫn nộ giới độc căn, thì cái sân á nó giống như là thuốc độc. Khi mà mình nhận thức, mình biết được đó, khi mình biết nó là một cái chất độc, mình tránh xa nó, mình xa rời nó, mình không có gần gũi, không có xúc chạm, thì sao? Thì chúng ta sẽ được an ổn. Khi mà cái tâm bị sân hận, phiền não nó xâm chiếm, nó chi phối, mà mình đoạn trừ được nó, mình diệt trừ được nó, mình không để cho nó có khả năng mà sai sử, mình làm theo những cái điều mà cái tâm sân nó dẫn dắt, nó xúi dục, thì sao? Chúng ta loại trừ được. Mà khi mà chúng ta loại trừ nó là sao? Là cái vị ngọt, cái vị ngọt tối thượng, không có gì bằng hết á. Cho nên á là chúng ta mà muốn biết được, muốn nếm được cái hương vị của giáo pháp á, thì chúng ta phải thực hành. Chúng ta chỉ học qua trí văn á, mình nắm để biết vậy thôi, mình nhận thức thôi, chứ còn đi vào cái thực hành á, thì mình sẽ thấy rằng cái lúc mà cái sân hận, cái phiền não á, nó xâm chiếm cái tâm của chúng ta đó, cái trạng thái nó bị dao động bấn loạn như thế nào, rồi khi mà nó bị diệt trừ mất, mình diệt mất, thì cái tâm mình á, nó sẽ được an tịnh như thế nào. Thì cái vị ngọt này đó, chỉ có những cái người mà đi vào phát hành, đi vào cái tu tập ngay giây phút hiện tại, thì quý vị mới thấy được. Cho nên cái trong cái ân đức của giáo pháp á, nó có cái ân đức là ehipasiko, đến để mà thấy. Chứ còn bây giờ mình học
mình học ở trên cái trong kinh điển, qua cái lời dạy đó của Đức Phật, mình chỉ hiểu biết, nhìn mình chỉ hiểu biết sơ sơ thôi. Nhưng khi mà cái đối tượng phiền não mà sanh khởi, mà mình nhận thức được, mình biết được, thì cái đó mới là cái điều quan trọng. Đó. Cho nên là chúng ta phải biết được cái vị ngọt của giáo pháp đó. Là sao? Tự mình phải thực hành. Tự mình sẽ kinh nghiệm và tự mình sẽ nếm được cái hương vị của giáo pháp mà các bậc thánh nhân các bậc thánh nhân từ Đà Hàm, tức là nhị đạo nhị quả, thì các vị này đó mới diệt trừ được cái gì, cái sân nó ở trạng thái thô thiển thôi nè, cho đến cái vị mà nhất lai đó, tức là tam đạo tam quả, thì mới xác tuyệt được cái sân nè. Mà khi mà chúng ta xác tuyệt dù là ở trạng thái thô hay là hoặc là cái trạng thái vi tế thì mình cũng được an lạc. Tức là khi mà bất cứ lúc nào sân nó sanh khởi lên mà mình diệt trừ được đó, thì sao? Thì cái trạng thái mà sầu muộn buồn rầu uất ức phạt sẽ không hiện khởi. Cho nên là Đức Phật đã dạy với cái câu hỏi của cái vị thiên nhân, cái vị chư thiên đã nói lên vậy, là già qua cái lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy rằng mặc dù là cái này nó rất là ngắn gọn nhưng mà khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng nó rất là thâm sâu nha. Khi mà cái sân nó lên á, cái sân khởi nó tràn ngập, nó sân chiếm, thấy không? Cái tâm trí mình nó mê mờ nó mê mờ cho nên á là mình khi đó cái ý của mình là hoàn toàn bị cái phiền não nó sai sự, nó khống chế rồi. Cho nên sao? Nó sẽ biểu lộ qua cái gì? Qua thân. Làm những cái chuyện không thích hợp, không thích đáng. Rồi khẩu nói những cái điều không tốt đẹp, không phù hợp. Đó. Cho nên đem đến cái tai hại khổ đau. Thì quý vị thấy rằng là sao? Những người mà họ vì cái sự sân hận, họ hành động họ nói năng một cách mù quáng, theo bản năng, theo cảm tính, rồi sau khi đó tới chừng mà gây cái hậu quả tai hại rồi đó, thì lúc đó họ sực tỉnh thì họ ăn năn hối tiếc, nhưng mà sao, cái hậu quả nó đã tai hại khôn lường rồi. Cho nên á là cái điều quan trọng chúng ta phải biết như vậy. Thành ra đó, sân nó là một cái chất độc. Nó là một cái chất độc, nó là một cái sự nhiệt não và bức bách, giống như là lửa đó. Thấy sao?
Quý vị thấy rằng ngọn lửa thì nó tạo ra nhiệt. Nhưng mà cái nhiệt này đó, nó thiêu đốt mọi chung, mà nó thiêu đốt cả cái nhiên liệu. Ví dụ như bây giờ cái lửa đó, bây giờ hồi trước mình nấu nướng đó, thì mình nấu bằng củi, thấy không? Bằng than. Nhưng mà quý vị thấy không? Cái lửa đó nó nung nấu các cái vật khác. Mình nấu nước, nấu các cái vật khác. Hay là những người thợ rèn á. Người thợ rèn họ đốt những cái thỏi sắt. Nhưng mà sao? Nó thiêu đốt các cái đối tượng, mà nó thiêu đốt cái nhiên liệu. Nó thiêu đốt cái những cái vật khác, mà cái củi nè, than nè, là nó cũng thiêu đốt. Cho nên á, khi mà cái sân nó sinh khởi lên, nó gây tàn hại cho những cái đối tượng xung quanh, mà nó cũng thiêu đốt chính bản thân nó. Cho nên Đức Phật gọi là độc căn là đó. Nó là một cái chất độc. Cái người mà sử dụng cái chất độc đó cũng chết, mà cái những cái vật mà ở xung quanh cũng chết. Cho nên là chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà đó, trong ba loại phiền não, tham, sân, si, thì cái sân á là nó thô, nó dễ cho người ta thấy, nó bị chê trách thế này thế khác. Nhưng mà sao? Cái tội mà nó gây á rất là nặng. Nhưng mà nếu mà chúng ta với trí tuệ thì chúng ta dễ thấy, dễ trừ. Còn hai cái anh kia đó, cái anh tham với anh si đó, thì sao? Ảnh ngủ ngầm, ảnh tìm ẩn, thành ra mình khó thấy. Mà hả, chỗ nào mà có sân là phải có tham, mà có tham thì phía sau là có si. Tự nhiên ta sanh sân. Mình gặp những cái cảnh nó trái ý nghịch lòng. Bây giờ mình muốn được cái đó mà không được, cho nên mình mới sân. Thành ra có nhiều khi người ta chỉ biết cái giai đoạn mà cái sân nó đang bộc phát, mà không thấy được cái nhân trước đó. Cái sân này nó là quả. Mà cái trước đó là cái tham, tham muốn. Cho nên mà khi mà mình muốn được những cái cảnh mà khả hỷ khả lạc, muốn có được những cái cảnh giống như là cái tâm mình mong muốn, nhưng mà nó bất tội nguyện, phải đối diện với những cái cảnh mà hoặc là đối tượng trái ý nghịch lòng. Thành ra sao? Thành ra anh này nổi sân lên. Mà khi mà nổi sân lên là sao? Muốn xua đuổi, muốn hủy diệt đối tượng. Cho nên là chúng ta phải từ cái quả, chúng ta phải truy ngược để thấy cái nhân. Tại sao? Mình nhờ mình học, mình hiểu. Trong tất cả 12 tâm bất thiện, thấy không? Đều có sự xúi dục ngấm ngầm của anh si hay là vô minh.
Cho nên á, là chúng ta phải học, rồi chúng ta phải thấy là có những lúc mà từ cái nhân nó đưa đến quả. Nhưng mà mình có nhiều lúc á, mình phải dùng cái trí tuệ từ quả mình truy ngược về về cái nhân. Thì Đức Phật dạy sao? Giống như cái con sư tử gì đó, khi mà có một cái vật gì nó xuất hiện, con sư tử nó không có dồn theo cái đó mà nó phản tỉnh, nó nhìn coi cái vật này từ đâu tới, nó ngó, nó tìm kiếm, cái vật này từ đâu tới. Đó thì cũng vậy, mình nhận thức được cái quả đang hiện khởi. Như vậy rồi sao? Mình phải dùng trí tuệ phản tỉnh, mình xem xét cái nhân nó từ đâu, nó đưa tới quả này. Rồi cái quả này á, nó trở thành năng, nó sẽ dẫn đi tới đâu nữa. Cho nên á, nếu mà chúng ta giới trí, với sự hiểu biết, chúng ta biết rõ nhân quả, nhân quả, chúng ta kiểm soát cái ý nghiệp, thì chúng ta sẽ tránh được những cái hậu quả, những cái tai hại khổ đau. Thì nãy giờ mình nói chuyện đó, thì mình quay lại với cái trong cái kinh điển một chút. Thì chúng ta biết là cái tâm sân thì đâu, nó bắt nguồn từ cái căn sân. Căn sân là cái trạng thái nó gì, nóng giận, tức tối, bất an, đau khổ do bất tội nguyện. Khi mà gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng, thì cái tâm sân là nó có những cái sở hữu sân, nó tương ưng, nó đi theo. Thì tâm sân nó có hai cái, tâm sân thọ ưu học phẩm vô trợ, là tức là gì? Khi mà một cái người mà cái tâm sân nó quá mạnh á, gặp một cái chuyện mà trái ý nghịch lòng là nổi sân liền. Cho nên đó là cái này đó là coi như là không có cần nhắc, không cần hỗ trợ gì hết, gặp là nó làm liền, không có chờ đợi giây phút nào hết. Cho nên là gọi là vô trợ. Cho nên mà khi mà gặp là sao, thì cái nó có là cái gì, thân ác khẩu ác. Mà thân ác khẩu ác này từ đâu? Từ ý ác. Cho nên nó mới biểu lộ ra là thân và khẩu. Rồi cái tâm sân mà thọ ưu hợp hẳn hỗ trợ á, tại vì nó yếu hơn. Thí dụ như gặp một cái cảnh mà trái ý nghịch lòng á, mới gặp á, nó chưa có phản ứng. Chưa phản ứng. Khi mà cái sự trái ý nghịch lòng này á, nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thì bắt đầu á, cái sân nó mới nổi lên. Thấy không? Quý vị thấy rằng á, trong đời sống cũng vậy. Có đôi lúc quý vị nhìn lại chính bản thân mình vậy. Có những lúc á, mình gặp những cái trái ý nghịch lòng, những cái lời nói, những cái hành động, nó không thích hợp. Nhưng mà mình ráng mình tránh né, mình tránh né, nhưng mà cũng không được. Nó cứ lặp đi lặp lại cái phàm nhân mình, mà cái tâm mình thì nó có cái sự nhẫn nại, cái sự thấy của phàm nhân mình nó có mức độ, thấy không?
Hồi đó mình chưa có học Phật pháp, mình chưa có hiểu biết, chỉ cần một cái hành động, một cái lời nói mà trái ý nghịch lòng là mình có thể mình nổi sân lên mình làm lại liền rồi đó. Nhưng mà nhờ mình học, mình tìm hiểu rồi kia nọ, mình cũng sợ ha, mình kiềm chế, mình sửa đổi bớt, giảm bớt được. Hồi đó cái sân của mình nó thôi nó quá trời bự luôn. Nhưng mà lần hồi á, mình thu hẹp lại, gọn gọn lại thôi. Hồi đó là giống như cái sân bóng đá, sân gôn là nó quá trời rộng ha. Sao mình thu hẹp lại cỡ bằng cái sân bóng đá thôi. Sân tennis gì đó. Nhưng mà mình thu hẹp lại mà nó cũng không để cho mình yên nữa. Nó dồn dập, nó tấn công. Cho nên là mình mới nổi sân. Thì cái khi mà lúc đầu mình cũng có sự tránh né, mình tham nhẫn, để mà mình tránh né, rồi tới cuối cùng mà nó làm quá mức mình mới sân á, thì cái đó mới là hỗ trợ. Tức là nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái sân nó mới sân khởi. Cho nên là chúng ta phải hiểu như vậy. Thì cái sân này đó, nó cũng là một cái phiền não tiềm miên ngủ ngầm. Nó là cái gì? Nó cái trạng thái của nó là những cái phiền não, nó thiếu sự suy xét một cách tế nhị sâu xa. Tại sao? Rồi thiếu sự học hiểu. Tại sao? Cái người mà cái tánh sân là gì? Nó quen nết sân. Nó không phải là ngay trong đời sống hiện tại này đâu, mà trong nhiều kiếp quá khứ rồi. Cái chúng sanh này cũng cái sân, cái tánh sân nó nổi trội hơn. Cho nên là chúng ta phải biết như vậy. Rồi sao? Cái người sân á, cái người mà tánh sân á, thì nó thường gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng quá. Tại vì cho cái sự chấp thủ. Thí dụ đi, một cái trường hợp trời mưa mà cái người nông dân, cái người mà mới vừa trồng lúa đó, thì người ta thích ông trời mưa xuống có nước đỡ tưới, đỡ phải lo lắng. Nhưng mà cũng cái người nông dân, nhưng mà cái người mà họ thu hoạch lúa đó, họ đang phơi đó, mà trời mưa là họ bực bội lắm, họ khó chịu lắm, thấy không? Thành ra đó, cái tham mà cái sân đó, là do cái trạng thái tâm của con người, chứ không phải ở ngoài cái đối tượng. Cùng một cái đối tượng là cái trạng thái thời tiết mưa thôi, nhưng mà cái ông mà nó mới xạ lúa, mới cấy lúa đó, thì sao? Ông thích lắm. Trời ơi, mới vừa xạ xuống mà giờ gặp cơn mưa lớn này, nước nôi nó đầy đủ, đỡ quá, mừng quá nha. Khỏi phải tốn công là bơm là tưới là này kia nọ đủ thứ chuyện nha. Nhưng mà cái ông mà ông thu hoạch lúa rồi đó, ông cần nắng để ông phơi lúa, mà mưa xuống là ông sân dữ lắm, bực lắm. Trời đất ơi, không chịu nắng cho nó phơi lúa. Thấy không? Đó. Cho nên á, là cái than mà cái sân là do cái trạng thái từ trong cái phiền não nội tâm. Cho nên đó là cái cảnh mà nó thích hợp, khả hỷ khả lạc, hay là cái cảnh mà trái ý nghịch lòng,
À, cái cảnh mà bất tội nguyện thì do cái trạng thái của tâm mình nhìn đối tượng chứ không phải là cái đối tượng. Nghe không? Đó, cũng là một đối tượng thôi. Cái người mà thích ăn ớt à, thì họ nói là trời ơi, không có ớt là ăn cơm không có được à, nhưng mà cái người mà ăn ớt không được đó, mới đụng vô chút xíu là trời ơi, nó cay quá sao ăn à, đó, thấy không? Đó, cũng vậy, cái người mà họ thích uống rượu thì họ không có rượu là họ không chịu, nhưng mà cái người mà không uống được cái chất say, cái rượu đó, thì đun vô miếng là họ thấy khó chịu rồi à. Cho nên á, cái sân à, nó giống như là cái chất độc là như vậy à. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu rồi sao, rồi cái sân này đó, nó sao, cái tâm sân này nó có một cái bè đảng nó đi theo hỗ trợ à, thì có gì, cái sở hữu sân à, là một cái trong những cái sở hữu của phiền não à. Phiền não là khi mà trái ý nghịch lòng thì cái sự bực bội, cái sự khó chịu trong tâm à, nó muốn sân khởi và sao, nó muốn là quỷ diệt cái đối tượng à, rồi cái trạng thái nó lên là nóng nảy thô tháo à, rồi sao cái phận sự của nó là gì, nó nhiệt não, nó đốt nóng à, mà không phải nó đốt nóng cái bản thân của cái người đó không, mà nó còn đốt nóng tất cả những cái đối tượng xung quanh nữa à. Rồi sao cái thành tựu nó phá hoại thân tâm à, thì quý vị thấy rằng á, bây giờ y học họ cũng nhận định là những người nào mà nếu mà cái tánh khí mà nóng nảy à, thường hay sân hận thì sao, hay bị những cái bệnh về tim mạch à, bởi vì mỗi lần khi mà sân mà nó sân khởi lên á thì sao à, trong thân nó nóng bức bởi cái sự bức bách của nhiệt não à, các mạch máu ở trong thân á nó căng hết à, cho nên là những cái người này đó à, dễ bị bệnh à, à. Đó. Quý vị thấy có nhiều cái chứng bệnh hồi xưa đó, người ta chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng mà bây giờ đó, cái khoa học rồi y học, người ta có thể người ta tìm ra được à, những người mà bị cao áp huyết còn cái nọ đó, do những người này thường hay là nóng nảy à, sân hận à, rồi nó làm cho cái lượng máu à, nó tăng lên, tại sao nó ảnh hưởng đến mạch máu rồi mà nó ảnh hưởng đến tim nữa à, đó, tại sao khi mà mỗi lần mà cái sự bực bội sân hận mình sanh lên đó, tại sao khi mà con người mà mình sống ở trong thiên nhiên thì khi mà mình đối đầu với những cái kẻ thù à, thì sao mình phải chiến đấu à, mình chiến đấu thì sanh ra những cái vết thương, cho nên là cái bản năng tự nhiên ở trong cơ thể lúc đó là nó đưa ra những cái chất để mà chống đỡ, để làm cho những cái vết thương ấy, nó mau lành, nó cản trở không cho mất máu nhiều à, mà cái cholesterol này đó mà nó đưa ra, nó đẩy ra thì được, nhưng mà nó không thu hồi được à, cho nên những cái người mà sân hận quá thì sao, càng ngày những cái cholesterol đó, nó đóng ở trong cái
cái thành của các cái mạch máu. À, tại vì á, nó đưa cái này ra để phòng hờ khi mà có những cái vết thương, nó kềm chế lại mà cho cái vết thương á, khó nhiễm trùng. À, rồi ngăn trở để máu không có bị mất nhiều. À, nhưng mà nó chỉ đưa ra nhưng mà nó không có thu hồi được. À, cho nên khi mà cái lượng đó nó đưa ra rồi đó, nó tiết ra rồi đó, tại sao bây giờ không có sử dụng? Không có sử dụng thì cái này nó mới đấm theo những cái thành của những cái mạch máu. À, thành ra đó cái bệnh tật này nè, nếu mà mình biết thì chúng ta có thể trừ được. À, khi mà mình tu tập, à, mình kiểm soát được cái nội tâm của mình thì mình sẽ tránh được. À, cái tâm sân thì nó có cái sở hữu sân là chính. À, rồi những cái thằng mà bè đảng mà đem theo là gì? À, tật. À, tật là cái gì? Sự đố kỵ. À, đố kỵ, thấy ai hơn mình là không có chịu. À, thấy ai hơn mình giỏi hơn, tốt đẹp hơn, à, thành công hơn là không có chịu. À, tật đố ganh tị. Rồi lận là gì? Bỏng sẻn. À, bỏng sẻn, không có thích chia sớt cho ai hết. À, muốn mình thôi. À, bỏng sẻn chỗ ở nè, bỏng sẻn dòng giống nè, bỏng sẻn lợi lộc nè, bỏng sẻn sắc đẹp, à, bỏng sẻn pháp. À, mình biết là mình để trong tâm mình, không có muốn chia sẻ cho ai hết á. À, rồi cái thứ tư là gì? Là hối. À, như vậy, bởi vì mình lỡ làm, à, mình lỡ gây ra rồi, bây giờ mình đứng trước cái hậu quả, à, mình mới thấy hối hận, à, hối tiếc cái việc mà mình lỡ làm. À, à, cho nên là chúng ta phải biết những cái đó, à, nó những cái trạng thái của nó, rồi những cái thằng mà những cái sở hữu nào mà nó đi chung, à, nó hỗ trợ, à, thì chúng ta phải nhận thức được. Nhưng mà như hồi nãy sư nói, cái này mình học để mình hiểu, nhưng mà khi mà mình cái trạng thái sân mà nó hiện khởi, mình biết được, mình nhận thức được, và sao mình kiểm soát, mình quan sát, chỉ mình theo dõi, à, nó đang sanh, à, nó đang xâm chiếm nội tâm, đang xâm chiếm trong thân mình như thế nào. À, rồi mình quan sát nó, quan sát hồi bắt đầu từ từ bắt đầu ảnh giảm xuống, rồi ảnh diệt mất. Đó, thì chỉ cần á, chúng ta quan sát, à, như vậy đó. À, đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được. Nhưng mà cái đó là trong cái mình học hỏi, nhưng mà quý vị biết ở ngoài đời đó không phải dễ như vậy đâu. À, mình bị thử thách. À, mình mới đầu mình cũng nặng ha, nhưng mà mình từ từ mình học, mình kiểm soát, à, rồi mình cũng tránh né, à, mình ráng mình kiềm chế. À, nhưng mà đó, nó thử thách mình đến cùng. À, mình ráng mình nhịn một lần, hai lần, ba lần, là tới lần thứ tư chịu không nổi, là mình cũng bùng phát lên. À, cho nên á, là chúng ta đi từng bước còn lần. Làm sao?
để mình thấy được, mình thấy được cái mức độ, cái sự kham nhẫn, cái sự kinh nghiệm học pháp của mình, cái sự hành pháp của mình, nó đi đến đâu, nó cỡ chừng mực nào. Đó, thành ra đó, kể mình phải biết chính mình. Người ta thì người ta chỉ thấy được cái quả hiện khởi thôi, chứ người ta đâu có thấy cái nhân. Quý vị mà thấy là mình ráng, mình kềm chế 3 lần 4 lần rồi, mình mới nổi sân. Nhưng mà đâu ai biết mà nãy là bắt đầu ta nói trời ơi, tu hành còn hung dữ quá, tu mà còn vậy nhá, trời ơi, nó không tu ai chịu nổi nha. Trời, thì cái sự nỗ lực của mình á, mình biết cái kinh nghiệm mình biết nha. Rồi bây giờ mình bị phiền não nó tấn công, nó quật ngã, mình biết bây giờ mình phải ráng thêm nữa, phải thêm nữa, ráng kiên trì thêm nữa nha. Chỉ có đến khi nào mà cái vị thánh tam đạo tam quả thì mới diệt trừ được hoàn toàn cái sân mà thôi. Còn mình phạm nhân thì ít nhiều mình cũng có những cái phiền não, những cái chướng ngại, cái nghiệp chướng nó sai lầm. Nhưng mà trong đời sống chúng ta phải ráng cố gắng từng bước kiểm soát, kiềm chế, không có để cho cái sân nó tràn ngập. Cái trạng thái sân nếu mà chúng ta không có kiểm soát, không kiềm chế thì sao, nó đi tới cái sân độc, thì cái khi mà nó trở thành cái sân độc, nó rất là nguy hiểm, tai hại khôn lường. Thì quý vị thấy rằng có những cái vụ án, khi mà những cái đối tượng bị chạm đến những cái mà coi như là cái giới hạn của họ, thì cái sân nó bộc phát một cách mạnh mẽ. Lúc đó là giống như mà lửa của ở trong cái lòng đất, lửa ở núi lửa mà nó phun ra, là không có cái vật chất gì mà có thể an toàn được trên cái đường đi của nó. Thì cái đó giống như là sân độc đó. Lúc đó là nó tàn hại. Thì quý vị thấy rằng thế giới phải chịu những cái trận khổ đau do những cái sân độc của những cái người mà có quyền chức, có quyền thế ở trên thế giới này. Cả nhân loại bị cuốn vào những cái cuộc chiến đẫm máu, biết bao nhiêu tan tóc đau thương, những cái trận chiến của mình kinh hoàng, máu chảy thành sông. Cho nên là từng bước chúng ta phải kiểm soát, phải hạn chế cái sân, tại vì nó là những cái chất độc, những cái chất độc rất là tai hại, rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta, nếu là người Phật tử, chúng ta đã học, đã tìm hiểu Phật pháp, chúng ta phải có sự nỗ lực kiểm soát cái nội tâm của mình một cách tốt đẹp. Thì qua cái chúng ta hôm nay là qua cái phẩm mới, phẩm đoạn, và cái đoạn thứ nhất là đoạn sát, thì qua cái lời giải của Đức Phật thì chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta theo cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta thực hành. Mà khi mà chúng ta kiểm soát được, diệt trừ được
cái phiền não và sân hận, thì chúng ta sẽ nếm được, hưởng được cái hương vị của giáo pháp, cái hương vị vị ngọt tối thượng, mà trên đó là cái con đường đi của các bậc thánh nhân. Do đó mà chúng ta cũng từng bước chúng ta kiểm soát cái nội tâm của mình, không để cho phiền não, nhất là cái sân hận, nó tràn nhập rồi nó sai khiến chúng ta gây những cái hậu quả khổ đau cho những đối tượng xung quanh và chính bản thân mình. Thì giới phước báo này cũng kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang, và chúc cho tất cả quý tu nữ như quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm qua kinh điển để áp dụng vào trong cái đời sống thực tế, để có được một đời sống an vui tốt đẹp. Và bây giờ xin cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Ngũ, cảm ơn Trần Hùng, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh thượng tọa Pháp Thanh nghỉ ngơi trong giây lát khi dùng tắt nước bạch sư. Dạ, cảm ơn Châu Khoan. Dạ, con mời đạo tràng. Dạ, coi có vị nào đặt câu hỏi thì sư trả lời dùm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, mẹ Nhật Quỳnh điểm danh nha. Nãy giờ Nhật Quỳnh cũng không có ngồi ngay trước mặt. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tây Duyên về vào đạo tràng. Dạ, mến chào Trần Phụng, bà sĩ Trần Phụng. Dạ, mến chào Châu Phan. Kính chào chị Hải Thi về vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh phát cái bài của sư giảng lên trời đó, quý vị thấy không? Dạ, vì vô sao có thấy không? Tại Nhật Quỳnh lỡ tay chút xíu nên không có đáp ứng kịp thời. Kính mời bạn trai quý vị nha. Bữa nay là Kim Nhung là chủ sĩ nè, mà bây giờ Kim Nhung có khỏe không? Có thể lên hỏi câu mở hàng xong rồi nghỉ ngơi không? Alo, Kim Nhung. Kim Nhung có thể đưa bàn tay hỏi câu mở hàng không? Rồi, mời Kim Nhung nha. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tư nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con thưa sư Pháp Thanh, hồi nãy thì sư có dạy là khi mà sân nó tâm sanh mà tâm sân mà nó sanh khởi thì mình phải cái quan sát cái tướng trạng của nó.
thì con thì con học thì con được nghe là mình khi mà mình phải niệm niệm, tức là khi mà có tham thì nói tham tham, khi có sân thì nói sân sân, tức là mình ngay cái trạng thái đó tâm gì nó nổi lên thì mình phải niệm cái tâm đó. Thì như vậy là mình hiểu giữa chữ quan sát cái tướng trạng tâm và niệm tâm ngay tại thời điểm đó thì mình hiểu như thế nào. Tại vì nếu mà mình niệm sân sân thì cái sân nó nổi lên dữ lắm. Và rồi còn mình quan sát tướng trạng là khi mình quan sát cho chính mình. Còn đối với trường hợp mà sân sân mà do người khác đem đến cho mình thì mình quan sát tướng trạng như thế nào và mình niệm như thế nào? Dạ con chưa hiểu phần này. Dạ con kính tri ân sư ạ. Con xin xuống mic, kính cảm ơn đạo tràng. Hello, anyone can you speak English? Can you speak English? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, cái niệm ở đây đó, cái niệm ở đây là mình ghi nhận, quan sát. À, chứ chúng ta đừng có hiểu ra là niệm là mình phát ra lời. À, ví dụ như bây giờ á, có những khi mà mình mới những cái thiền sinh mà sơ cơ đó, à, thì người ta mà biểu là phải niệm thở vô thở ra, ha. Nhưng mà một thời gian rồi mình phải bỏ cái niệm đó đi. À, lúc đầu mình chưa có quen. À, cái tâm mình nó còn chạy nhảy tùm lum la đó. À, thì mình phải niệm. À, nhưng mà khi mình niệm vậy á thì gì? Một lúc mình phải làm nhiều cái công việc. À, mình niệm, mình ghi nhận nè, rồi mình nói ra lời nè. Mà khi mình nói thì sao? Mình cũng phải có cái tập ý, rồi cái âm thanh, đủ thứ chuyện hết. À, nhưng mà khi mà mình cái tâm mình nó tương đối nó mạnh rồi đó thì sao? Mình chỉ cần quan sát thật rõ nó thôi. Mình làm cái công việc đó thì mình sẽ thấy rõ ràng hơn. Thay vì mình phải nói là phòng sợp mà thở vô thở ra thở vô thở ra thì sao? Khi mà mình nói vậy đó, mình đâu có thấy rõ được cái chuyển động, cái sự sanh diệt của cái hơi thở. À, bây giờ khi mà sân nó sân cởi thì lúc đầu mình nói là sân nhà, thấy không? Nhưng mà đến một lúc khi mà mình thấy cái trạng thái tâm mình đang thay đổi, cái tâm mình nó đang bình thường, tự nhiên bây giờ nó có sự khó chịu, bực bội. À, mình liền nhìn vào cái trạng thái bực bội đó. À, hoặc là khi mà cái tâm mình nó đang, cái thân mình nó đang bình thường, tự nhiên bây giờ ngay cái chấm thủy mình nó hơi căng cứng, nó tức. À, mình liền nhìn vô ngay cái chỗ đó đó. À, nó có sự thay đổi như thế nào mình ghi nhận, quan sát liền ngay chỗ đó. À, bây giờ bắt đầu cái tâm mình nó trạng thái nó bắt đầu nó dao động rồi đó, nó bực bội. À, nó bực bội. À, bắt đầu sóng gió bắt đầu nó muốn nổi dậy rồi, phải quan sát liền ngay lúc đó. Còn lúc đầu á là mình biết mà mình cũng, nhưng mà mình chưa có đủ cái niệm, cái tuệ của mình chưa đủ á,
thì mình hỗ trợ thêm. À, mình niệm, nhưng mà mình niệm thầm, niệm thầm ở trong tâm thôi, mà đừng có niệm ra ngoài. Đó thì từng bước vậy. Đã. Thì mình kiểm soát cái tâm, cái nội tâm của mình, cái tác ý, cái trạng thái hoạt động của tâm của mình, thì như vậy đó, thì mình sẽ thấy được cái sự thay đổi, nó đến, cái sân nó bắt đầu nó hiện khởi lên, rồi nó sẽ diệt mất. Để mình thấy các pháp là vô thường, tâm mình luôn luôn là thay đổi, nó thích rồi nó không thích, nó vui rồi nó bực bội, nó bực bội rồi nó vui, nó thích thú, thích thú rồi nó sân hận, đó nó cứ diễn biến, thay đổi để chúng ta thấy được. Tất cả tâm hay là danh, thân hay là sắc thì nó luôn luôn nó thay đổi, nó sanh, nó diệt, và luôn luôn là cái danh thì nó sẽ ảnh hưởng đến sắc, tâm thì nó sẽ tác động ảnh hưởng bởi thân. Rồi thân á, nó cũng tác động ảnh hưởng đến tâm, nó là một cái liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên á, lúc đầu thì chúng ta quan sát ở trên thân nó thô, sắc là nó thô, dễ thấy thôi. Mà khi mà mình thấy được ở trên thân rồi đó, thì mình lần hồi mình sẽ quay ngược lại, mình nhìn vào tâm. Cho nên là khi mà mình có những cái kinh nghiệm rồi đó, thì mình nhìn ở trên tâm á, thì nó nhanh rồi. Chứ còn mà mình nhìn về cái sự tức ở chấn thủy, hay là mình biết là thân mình nóng thân, là lúc đó là nó cũng hơi xa rồi. Nhưng mà mình dập tắt từ ngay ở cái giai đoạn ban đầu, giống như cái đốm lửa nó vừa phát khởi lên, mình kịp thời mình quan sát, mình dập tắt liền thì nó đỡ hơn. Để cái đám cháy vân vân rồi mình mới sắc nước mình dội, mình chữa cháy thì nó chậm một bước rồi. Cho nên là từng bước. Lúc đầu mà cái sân mà nó hiện khởi, mình cảm thấy mình nóng bức, mình khó chịu á, là mình cũng giỏi rồi đó, cũng có tiến bộ đó. Chứ còn có nhiều người sân quá trời sân luôn, cái sân gôn tới mấy chục mẫu mà cũng không biết, nó không phải đâu, tại nó đó, nó làm tôi mới sân chứ. Không. Thành ra lúc đầu thì mình phải hỗ trợ bằng nhiều cái phương pháp, mình có thể mình biết, mình niệm sân ngà gì đó, nhưng mà từng bước rồi mình phải quan sát đến cái thân, hoặc quan sát ở trong tâm mình để mình thấy được. Chứ mà mượn niệm sân ngà mình niệm bằng cái miệng không, nhưng mà trong cái tâm mình là bão tố phong ba rồi nó dấy động ở trong này, mà mình chữa là chữa ngay cái gốc, thấy không? Chứ còn mình niệm sân ngà chữa cắt ngay cái ngọn, làm sao mà nó mau diệt được, thấy không? Cái dòng nước mà nó phát khởi ngay chỗ nào, mình chặn đứng liền ngay chỗ đó thì nó ấy. Còn bây giờ cái tuốt ở trên kia, nước nó chảy ào xuống mà mình chặn ở khúc dưới này thì nó đâu có hiệu quả, không? Đó, nhưng mà
khi mà mình biết mình chặn lúc đầu mình chặn ở dưới thì nó cũng khá rồi đó à, mà làm sao mình phải chặn ngay cái cằn, cái gốc của nó mới là cái điều quan trọng à, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung à, cô nhiều sức khỏe an vui, Nam Mô Bụt Thầy giá. Nhà sa thú lành thai, con thấy Kim Nhung đã kính tri ân sư rồi. Còn Quỳnh Nhật Hà, Quỳnh Giang Nhật Hà, Sân A đưa bàn tay lên hỏi coi Quỳnh Giang Nhật Hà sẵn cỡ nào. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà. Rồi, mời Quỳnh Giang Nhật Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Mà giá, Nam Mô Sân Khà giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, giống như sư giảng, cái tâm sân đó là nó cái trạng thái nóng, những cái chất giống như lửa đốt như vậy đó. Thì như mình ngủ dậy sáng ra mà mình thấy một cái cảnh bất toại hay là cái thời tiết nó trái ý với mình bữa nay chuẩn bị đi chùa, cúng dân y gì đó, mình bây giờ trời mưa cái không ít thì nhiều mình cũng có cái sự có cái chút sân rồi như vậy đó. Những cái tánh nóng đó thì mình cần phải đoạn diệt nó đi, nhưng mà làm sao mình có thể, nó cũng là cái mặt khác, cũng là cái sự ấm áp. Mình cũng có thể giống như những người chỗ lạnh người ta cần để người ta điều hòa cái thân đó sư, giống như người ta khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, rồi tự tại và vô nhiễm như vậy đó, thì làm sao mình có thể mình biến cái chất nhiệt đó mà cho nó thành cái sự ấm áp, thay vì là sân, nó càng sân lên thêm nữa. Sư có thể giúp con cái điểm này. Tại nếu mà mình có thể mình điều hòa được cái thân và tâm đó, thì rất rất là tốt, chứ cũng không có phải là mình đoạn diệt nó hết. Dạ, con xin sư giảng dùm con điểm này. Dạ, con xin dẫn biết tới sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Mà giá, Nam Mô Sân Khà giá. Thì khi mà cái sự mà bực bội á, là do mình đối cảnh. À, đối cảnh mà bây giờ á, mình ví dụ mình thấy cái cảnh đó nhưng mà mình quên rằng mình đang mang cái mắt kiến gì, thấy không? À, mình thích nhìn cái màu nó tươi sáng mà nhà mình mang cái mắt kiến đen, rồi cái mình bực bội mình nói trời ơi gì đâu mà dòm ở đâu nó cũng tối thui à. À, thành ra đó mình phải đổi cái mắt kiến á, tức là chúng ta phải có cái thái độ à, sửa đổi cái thái độ của mình à, chứ không phải mình thay đổi cái đối tượng được đó. Bây giờ sáng mình chuẩn bị mình đi chùa, mới vừa mở cửa ra bây giờ tuyết nó đổ đầy xanh, thấy không? Thì thay vì mình bực bội với cái tuyết nó đổ nó à, thì cái đó là cái quy luật tự nhiên. Mùa đông thì phải tuyết đổ à, mùa thu thì phải mưa bay, cái đó là cái pháp tự nhiên của trời đất rồi. Cái sự vận hành của trời đất bây giờ mình muốn can thiệp vô mình đâu có can thiệp được à, mà khi mà mình bực bội vậy nó vô ích á. À, bây giờ mình có thích à, những cái người mà thích mùa đông lạnh lẽo á, không phải vì những người này thích mà cái mùa đông nó diễn ra à, những cái người mà bực bội khó chịu
với cái sự lạnh lẽo của mùa đông đó, mà mùa đông nó không đến, không có. Mình thích nó cũng đến, mà mình không thích cũng đến. Nha? Mình nhìn một cái bông hoa, mình nói à, cái bông này đẹp. Thấy không? Tại vì mình có thích nó, thì mình nói nó đẹp. Cái người không thích nó, trời đất ơi, bông hoa gì chỗ chứ mà ra rụng đầy cái nọ. Thấy không? À, thành ra đó, chúng ta phải sửa đổi là sửa đổi ngay trong tâm mình. À, mình đừng bắt buộc đối tượng ngoại cảnh bên ngoài nó theo cái ý muốn của mình, mà mình sửa đổi cái nội tâm, chấp nhận cái hoàn cảnh. À, thì cái tâm mình sẽ an ổn và mình diệt trừ được cái tâm sân. Phải không? Bây giờ đó, mình ở mình sống tiện nghi, à điện đốn máy lạnh máy đồ này kia nọ rồi nó quen rồi. Bây giờ một bữa nào đó nó xảy ra một vấn đề, cái đường truyền của điện nó không diễn ra, ở nhà máy nó bị trục trặc, máy móc nó hư sao đó, không? Giờ cúp điện cái đầu mình sống quen trong cái điều kiện tiện nghi thế này thế khác, nó quen rồi. Bây giờ cúp điện ra mình bực bội, khó chịu, trời ơi sao mà bây giờ cúp điện máy lạnh rồi nó không có, à muốn nấu nướng cũng được, à máy móc thì nó ngưng trệ rồi hết, à không, thay vì bây giờ mình bực bội vậy mình cũng đâu làm gì được hả. Đó, thay vì mình biết à thôi bây giờ á máy lạnh nó ngưng rồi ha, mà ở ngoài trời thì không khí nó cũng mát, mình mở cửa sổ ra. À bây giờ cúp điện, giờ mình nấu bằng điện không được thì mình có thể mình chuyển qua mình sử dụng bếp ga, bếp dầu gì đó. Đó chứ giờ mình ở đó mình có bực bội rồi mình uất ức, mình hờn giận, mình kêu la gì đó, thì cũng đâu có cải thiện được cái tình hình đâu, mà nó còn làm cho cái tâm mình nó bấn loạn khó chịu nhiều hơn rồi. À cho nên á ta mình phải thấy nha, mình sửa đổi ra đâu, sửa đổi ngay ở trong cái tâm của mình. À thành ra đó, hồi nãy tôi nói cũng một đối tượng thôi, mà nếu mà chúng ta nhìn đối tượng với tâm phiền não, à, thì mình sẽ khổ đau. À, cũng một đối tượng đó mà mình nhìn với cái tâm trí tuệ, à, mình chấp nhận cái hoàn cảnh thì mình sẽ an ổn. À, nói vậy thôi à. À, chứ không có gì hết. Thành ra đó, tu là gì? Tu là sửa. À, thành ra Đức Phật nói đó, khổ đau á cũng chính ở trong thân này, mà giải thoát cũng chính ở trong cái thân ngũ uẩn này chứ không đâu á. Cái gì? Chỉ cần chúng ta sửa đổi à, với trí tuệ, chúng ta sửa đổi ngay từ trong nội tâm. À, nếu chúng ta chấp thủ thì sẽ khổ đau. Nếu chúng ta biết chấp nhận, buông bỏ à, với cái tâm xả ly thì chúng ta sẽ được an ổn. À, chứ còn đối tượng nó không phải là, nó không có thành vấn đề gì hết. À, cho nên đó là chúng ta phải sửa đổi từ cái cách nhìn, à, cái cách nhìn đối tượng như thế nào. Nếu mà nhìn đối tượng, quan sát đối tượng với phiền não thì sao? Lúc đó là vô minh, si mê. Mà vô minh, si mê là phiền não sanh khởi.
À, nếu mình nhìn đối tượng với trí tuệ, hiểu biết, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ thì đó, thì an ổn, giải thoát. À, chỉ có vậy thôi. Chỉ có nhích qua bên này mà thì khổ đau. Nếu biết mình đứng ở con đường giữa hiểu biết với trí tuệ thì an ổn, an lạc, giải thoát, ngắn vậy thôi. À, nhưng mà cái cách mà mình thực hành để mình giữ tâm được đi đúng trên cái con đường trung đạo với trí tuệ thì phải đòi hỏi một cái sự thực hành, sự tu tập rất là nhiều. Thì xin giải thích cái thắc mắc của chú Giang Nhất Hà. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin cảm ơn sư. Dạ, sư cho con xin một câu hỏi nữa. Dạ, giống như nãy sư giảng, thường là cái người mà có tu thì cái sân nó lớn thì biến thành sân nhỏ. Nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái trường hợp mà trái chiều đó thưa sư. Có người thì tu lâu thì cũng có khi sanh ra khó chịu. Rồi mình nghĩ là nhìn những cái người khác tu trước tu sau rồi có cái sự khó chịu như vậy á, thì làm sao mà mình điều phục được những cái tâm sân như vậy sư? Chẳng hạn như con thì nhiều khi con nghĩ là mình có thể mình dùng cái thân thì cái ngũ uẩn, giống như sư nói là thân tâm á, thì nó đi đôi với nhau. Mình có thể mình dùng cái thân của mình mà nó có giúp được cho cái tâm không? Giống như là nhiều khi ai nói mình một cái câu mà mình cảm thấy bực mình hay gì đó, thôi mình để qua một bên, mình đi tắm cái rồi mình ra cái người mình nó mát, cái tự nhiên mình cũng bớt phần nào, mình bớt giận, thay vì mình chửi người ta lại, cái mình thôi mình bỏ đi tắm đi rồi mình ra cái. Hoặc là mình lên Facebook người ta comment mình cái câu gì đó mình thấy khó chịu, ô mình cũng để đó, mình bỏ qua cái khác rồi từ từ mình trả lời cũng được. À, thì những cái chuyện mình có thể mình dùng cái thân mình á, mình điều phục để mà cái tâm sân của mình nó hạ xuống được không? Dạ, con xin sư giảng giùm con điểm này. Dạ, con xin dâng biết tới sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Hà Giá, Nam mô Sân Hà Giá. À, thì đối với phiền não đó, mình muốn mà đoạn trừ nó phải từng bước. Ví dụ như lúc đầu á là mình tránh né để đoạn trừ, nhưng mà mình tránh né để đoạn trừ này thì nó là tạm thời thôi, chứ nó không có thể mà dứt hẳn. Cái trường hợp mà bây giờ họ nói mình mình dùng cái phương pháp mình lảng tránh, mình không có muốn nói chuyện, không có ấy nha. Nhưng mà sao cái phiền não nó cũng còn vẫn ngấm ngầm ở trong cái nội tâm của mình, chứ nó chưa có dứt được. Sao? Đó. Thì trong một lần giảng pháp đó, thì ngài thiền sư ngài có lấy một cái ví dụ. Bây giờ mình mặc đồ đi, giờ mặc đồ nó dơ rồi. Bây giờ á mà mình tính đi giặt đồ, nhưng mà bây giờ mình làm biếng á, thôi giờ đem ba cái đồ dơ đó đút ở những gầm giường á, giờ mình đi chơi thì sao? Mình không dám đối diện, mà không đi giặt ba cái đồ á, mà mình giấu nó ở dưới gầm giường để mình không thấy nó, mình đi ra ngoài ngắm cảnh trời trăng mây nước gì đó
để quên cái vấn đề mà cực khổ của sự giặt đồ đi. Thấy không? Một hồi mình ngắm trời trăng mấy nước, mình tả tình tả cảnh rồi cho đã, mình trở vô nhà thì đó, cái đống đồ dơ nó cũng còn y nguyên à. À, rồi cái thứ hai á là sao? Bây giờ mình phải chấp nhận thực tế. Nè, bây giờ đồ dơ mà mình không giặt thì muôn đời nó cứ dơ hoài. Bây giờ phải chịu cực mình giặt thì đồ nó mới sạch được. Ha, đó. Bây giờ mình đem ra mình ngâm, đổ xà bông rồi vô ngâm. Ha, hoặc là nếu mình có máy giặt, mình chịu cực bỏ vô máy giặt, đổ xà bông rồi vô, khởi động máy cho nó làm việc thì như vậy đồ nó mới sạch. Thì cái phiền não đó là những cái bận nhơ ở trong nội tâm mình. À, lúc đầu á mình chưa đủ sức để mà mình đấu trị với nó thì mình tránh né, mình tránh né để mà đoạn trừ. À, bây giờ á họ nói mình, họ nghe chói tai bực bội, mình chạy vô mình tắm cho nó mát, cho nó mát, bớt khó chịu, bớt bực bội. Nhưng mà sao nó đâu có tha, nó đâu có tha mình đâu. Nó ngồi sẵn ở ngoài á, ở trong nhà tắm, mới vừa bước ra là bắt đầu nó làm xấu xả hơn. Rồi sao? Đó. Cho nên á là mình phải lúc đầu mình tránh né để đoạn trừ. Rồi lúc sau mình có sự tiến bộ chút thì mình phải nhìn thẳng, mình đấu trị với nó bằng cái phương pháp nào. Bây giờ á mình phải thấy rằng khi mà người ta lớn tiếng, người ta lớn tiếng, người ta ấy như vậy đó, là cái gì? Cái trạng thái của cái tâm sân. Mà tâm sân á là sao? Họ đang thiêu đốt chính họ và họ thiêu đốt những cái đối tượng xung quanh. Như hồi nãy xin nói đó, cái lửa đó nó sanh khởi từ cái gì? Từ những cái nhiên liệu là gỗ, là củi, là dầu, là kia nọ. Thì sao? Cái lửa này đó nó tự thiêu đốt tất cả những cái thiên nhiên liệu rồi mà nó còn thiêu đốt những cái vật xung quanh nữa. Đó, thì cái người mà họ đang sanh này nè, họ đang bị phiền não thiêu đốt. Rồi bây giờ họ cháy, họ cho cháy lan những cái nhà xung quanh nữa. Thì bây giờ á, nếu mà mình bực bội, mình sân hận thì cái ngôi nhà, cái tâm của mình nó cũng bị thiêu cháy giống như họ. Thật ra mình phải có cái phương pháp, dùng cái pháp đấu trị. Mình phải thương xót họ, tội nghiệp cho họ. Bây giờ là họ đang bị lửa phiền não nó thiêu đốt như vậy đó, kệ. Mình quan sát sao, quan sát cái tướng trạng của họ để mà mình chuyển đổi. Thay vì cái tâm mình bực bội, sân hận qua cái tác động bởi cái hành động, cái lời nói, bây giờ mình biết, mình biết mình đang ấy như vậy, như vậy, như vậy, cái tâm mình, cái trạng thái nó đang thay đổi như vậy, như vậy. Mình quan sát, mình quan sát chính mình, chứ mình đừng có chạy theo ở bên kia nó đốt nhà, bên này mình cũng nổi lửa mình đốt cái nhà của mình luôn. Ở bên hàng xóm nó cháy, bây giờ bên này mình cũng đốt luôn cho nó vui. Thì như vậy là coi như là không có đem đến cái lợi ích. Mình ra mình biết vậy đó. Mình quan sát, mình chỉ cần giữ tâm bình thản, mình mỉm cười để ha, hoặc là mình nói thì hồi đó mình cũng lớn tiếng,
mình cũng chửi rủa mắng nhiếc người ta. Bây giờ người ta mắng nhiếc lại là quê nhân mình đã gieo, bây giờ quả nó trổ, à mình chấp nhận, mình thiếu nợ người ta, giờ người ta lại người ta đòi thì mình trả thì sẽ hết nợ. Không? Đó thì như vậy á, mình dùng những cái pháp đấu trị à thì chúng ta sẽ vượt qua. Còn bây giờ á, lúc đầu mình né tránh, à mình né tránh thì đoạn trừ, nhưng mà thì sao, những cái đó nó cũng vẫn còn tiềm biên. À thành ra quý vị thấy không, à có những lúc á họ làm cho mình bực bội, mình ráng mình kiềm chế, dằn xuống, à dằn xuống, kiềm chế, kham nhẫn, nhưng mà nó đâu có mất. À không nhịn mày, không nhịn mày nha mày, nhịn mày lần thứ nhất nha, nhịn lần thứ hai, lần thứ ba, tới lần thứ tư, bây giờ là tao không có nhịn với mày nữa, sợ lắm với mày luôn, thấy không? Thành ra lúc đó là cái gì, cái sân, nhưng mà cái sân á hỗ trợ mình có sự kham nhẫn, mình đè nén. Nhưng cái bực bội, cái sân đó nó tạm lắng thôi, giống như hồi nãy ngài thiền sư nói là cái đồ dơ mình đem vô gấu giấu dưới gầm giường á, chứ nó không có mất. À còn chừng nào mình đối diện với nó, mình có những cái phương pháp đối trị thì lúc đó mới diệt mất. À thì cái điều quan trọng là chúng ta phải có sự tu tập, có hiểu biết, à dùng những cái phương pháp đối trị thích hợp để hóa giải, à để diệt trừ cái sân hận. À thì cái điều đó là do cái sự nỗ lực, cái sự tu tập, à trải qua những cái kinh nghiệm của mỗi người, à thì nó mới có thể đủ khả năng, đủ sức để mà đối trị với cái sân hận. À thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của chú Giang Nhất Hà. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh đã từ bi giảng giải hai câu hỏi của huynh Giang Nhật Hà. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn huynh Giang Nhật Hà đã đặt câu hỏi, và cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hình như cô tu nữ Tệ Duyên có bàn tay phải không cô? Alo, cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh nhà một tín hiệu đi, cô cần mít phải không? Alo, hay là cô đưa nhầm? Dạ đúng, nhưng mà cô hoan hỷ nha, cô hoan hỷ cho Nhật Quỳnh hỏi giùm người bạn Nhật Quỳnh cái nhắn Nhật Quỳnh nãy giờ rồi, để cho Nhật Quỳnh hỏi trước, để người này cũng phải sắp rồi rum á cô Tự Duyên nha. Dạ cô Tự Duyên chờ chút được không cô? Cô hoan hỷ không? Alo, cô hoan hỷ cho Nhật Quỳnh hỏi không? Rồi vậy cho Nhật Quỳnh hỏi trước nha, tại vì cái tin nhắn này nãy giờ lâu lắm, chờ đợi lâu rồi nên. Dạ con xin được đọc câu hỏi của một người bạn gửi cho con. Dạ con xin sám hối. Người này nói là coi như là mỗi khi mà sân lên là tới khi mà giận lên là không nói được mà chỉ khóc thôi. Thì có vậy có phải là do mình cái sân mình nó to quá, nó ngăn nó không cho mình nói được không bạch sư? Và nếu mà có cách nào chữa, sư chỉ dùm cách sửa bạch sư, để khi mình sân lên mà mình không có thể phải trào nước mắt ra như vậy. Và con kính nhân mít đến sư chỉ dạy dùm mà. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì mỗi chúng sanh á, do cái duyên nghiệp á, mỗi người cái tướng trạng nó biểu lộ ra khác nhau. À, như hồi nãy sư nói đó, à, có một lần vị thiền sư chỉ cho cái những cái người thiền sinh á, thì ngài thiền sư thì thường thường ngài giận là nó tức tức ngay cái chỗ cái chánh thủy, ngay chỗ cái chánh thủy cái trước ngực của mình á, ngài mới nói là thả mình thân lên thì nhìn vô, nhìn ngay chánh thủy, nhưng mà cái ông này ông chịu, ông thiền sinh ấy, ông chịu, ông nói chứ mỗi lần mà ông giật, ông giận lên á, thì ngay sau lưng ổng á, nó giật á, ổng sau lưng á. Đó thì ngài nói, ờ như vậy thì nhìn vô ngay chỗ đó. À, còn mà có người á, thì khi mà cái tâm mà nó bực bội, nó bấn loạn rồi á, thì sao? Nó bắt đi cầu, nó bắt đi tiểu. Đó, thành ra cái biểu hiện cái tướng trạng á, của mỗi người nó khác nhau. À bây giờ mình mỗi lần mình sân lên á là mình bực bội quá, mình không có nói được mà chỉ khóc thôi, thấy không? Đó thì sao, thì không, thì mình nhìn vô ngay cái trạng thái đó, nó là cái biểu lộ của cái sân á. Mình tự quan sát và hỏi chứ tại sao mà mình muốn, à cái nhìn vào cái tướng trạng của nó thay đổi, à nhìn nó, đừng có xua rủi, đừng kềm chế, quan sát nó, thì lúc đầu á, không, lúc đầu á cái phiền não nó còn mạnh thì mình chưa có thể đẩy lùi nó được, à nhưng mà đó khi mà bực bội nó vừa sanh khởi lên, biết mình nhìn vào cái trạng thái tâm mà nó đang chuyển đổi, nó đang bực bội sanh khởi, mình nhìn quan sát nó, à thì tự nhiên nó sẽ chặn đứng nè. À, thí dụ bây giờ cái tâm nó đang chuyển đổi từ cái bình thường, bây giờ mình nghe một cái gì đó nó khó chịu, à làm cái tâm mình nó xúc động, chính vì cái xúc động này đó nó mới biểu lộ ra là cái mình khóc nha. Thành ra đó cái nhân là gì, cái nhân là do cái tác động ngoại cảnh làm cho cái tâm mình xúc động, à rồi á cái quả nó là khóc. Cho nên á mình chặn đứng mình ngay cái gốc của nó, mình nhìn vào ngay cái tâm mà xúc động, à mình xúc động do đâu, tại mình nghe cái lời nói mà sao họ nói tôi đó, thấy tà kiến mê lầm nó sanh khởi, thấy không? Chứ còn bây giờ mình nhìn nó mà mình nói chứ âm thanh chỉ là âm thanh, à nghe ha, mình ghi nhận chỉ là âm thanh thôi, mình đừng phân biệt là họ tán thưởng hay là họ chê trách, à họ nói xấu nói tốt gì kệ họ, mình chỉ quan sát âm thanh là âm thanh, kệ không có để ý tới thì sao, thì mình đâu có bực mình đâu có sân hận, còn tại vì họ nói tôi, họ mắng tôi, họ giết tôi, thì quý vị thấy ở trong pháp cú kinh rồi, à họ mắng tôi, họ giết tôi, à thì đau khổ không thể nào nguôi, đó là nói như vậy đó. Thành ra đó mình ngăn chặn ngay từ đầu, à ngăn chặn ngay từ cái cửa cái nhĩ căn, à âm thanh chỉ là âm thanh, à đó rồi chặn đứng ngay chỗ đó, nghe mà với cái tâm si,
thị xế phiền não phát sanh, còn nghe mà với trí tuệ thì sẽ chặt đứt được phiền não. Thấy không? Vô minh mới viên thành, họ vô minh họ mới sân hận. Rồi mình mà nếu mà vô minh á, thì mình cũng tiếp tục sân hận giống như họ. Thành ra đó, mình nghe với trí tuệ thì sẽ chặt đứt được vô minh. Mà hãy vô minh diệt thì hành diệt. À, mình sống với trí tuệ, mình chặt đứt được vô minh thì mình không nói, mình không làm những cái điều mà phiền não, những cái nhân xấu, những cái điều tai hại. Thấy không? À, thành ra sư chỉ cho quý vị chữa trị hai cái gốc, chứ đừng có chặt cái ngọn. Chặt cái ngọn biết bao giờ cái cây nó mới chết. Còn mình chặt, mình sửa ngay cái gốc thì sẽ đem đến cái lợi ích. Chính đó là cái pháp mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta đó. Mà tại vì mình biết, mình cứ chạy, mình lăn xăng, mình lo, mình chặt cái ngọn không à. À, chặt ở ngoài cầm nhánh rồi kia nó, rồi nó cứ cây, nó cứ lên tượt hoài. Bây giờ mình chặt đứt ngay cái những cái rễ đó. Mỗi ngày mình chặt đứt một vài cái rễ. À, mình đừng chủ quan, mình nói mấy cái rễ nhỏ, nhưng mà mình cứ chặt đứt một vài cái rễ nhỏ từ từ thì mình diệt được cái cây lớn. À, một ngày mình chỉ cần chặn đứng được một vài cái bực bội, cái phiền não từ cái ngoại cảnh để giữ cái tâm được an ổn. À, thì như vậy á, lần hồi cái sân mình sẽ giảm. À, chứ còn mình đừng có nói rồi tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, tại ông chồng tôi, tại vợ tôi, tại con tôi, tại tại thế thời tiết, tại thế này, tại thế kia, để gì? À, chính mình bao biện, mình nuôi dưỡng, dung dưỡng cái phiền não trong tâm mình. À, mình biết chấp nhận, mình sống quan sát với trí tuệ thì lần hồi nó sẽ vượt qua và sẽ được an vui. Và cũng xin giải thích cái câu của cô Như Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Lanh đã từ bi dẫn câu hỏi của bạn con. Dạ, cô tự nhiên có cầm mic tiếp không cô? Alo, Nhật Quỳnh chờ cô, không thấy cô có tín hiệu nữa. Dạ, mời cô nghe. Dạ, sa thú lần này, cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Thanh. Kính chào Đạo Tràng. Dạ, bạch Ngài, Ngài có nghe âm thanh của con rõ không? Cho con xin tín hiệu và con đặt câu hỏi ạ. À. Alo. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn Ngài. Dạ, bạch Ngài, con có một lần con đi xe từ Sài Gòn cho đến Định Quán, một lần đó là đi dân y. Nhưng mà cái vị tài xế này á, là lái xe, vừa đeo tai nghe, vừa nói chuyện với vợ, mà vợ thì bên Mỹ, mà nói dặn từ cái món đồ ăn, ví dụ như vợ ở bên đó là luộc thịt bò, thì ổng ở bên đây ổng dặn luộc cho lâu nó mới mềm, ăn nó mới ngon. Rồi ổng nói tùm lum hết á. Mà khi đó thì con ngồi con quan sát á, thì ở trên xe thì khoảng 50-60 người gì đó. Nhưng mà nếu mà có học cái diệu pháp á,
con ngồi thì cái tâm con lo sợ, mà khi mà lo sợ là cái tâm sân nó nổi lên. Mà khi mà học thì mình biết đó là tâm sân. Còn nếu những người không biết, chẳng hạn như ông tài xế, ông đâu có, ông không có học cái gì pháp đi, thì làm sao ông biết tâm sân? Mà cái tâm sân lên, nó nổi lên, con tự nhiên con thấy tâm con nổi lên, thì bắt đầu con biết đây là tâm sân. Nhưng mà tâm sân tác ý lên rồi á, thì nó còn toàn là bất thiện chứ không có thiện. Ví dụ như con suy nghĩ, trời ơi, ổng lỡ, ổng đâm người ta, ổng lái từ bên này, ổng lái qua kia. Tại vì khi mà đang lái xe thì phải nói chuyện ở bên kia, thì nó phải phóng vật, mà lỡ có cái gì á, là nó đi hết nguyên xe. Thì con tác ý như vậy là chắc chắn là cái ý ác, nhưng mà con không phải là ác. Nhưng mà con suy nghĩ, con nói là nếu như vậy thì đi hết chứ đâu phải mình đâu, thôi mình không có lo sợ nữa. Như vậy đó, ý con muốn hỏi là cái vị này á, là nó nằm về cái tâm nào? Ví dụ ngài ví dụ cho con hiểu là cái lộ là cái lộ ngủ. Dạ con kính mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Khi mà tham sanh mà nó sanh khởi là nó qua cái lỗ ý, lỗ ngủ là nó chỉ làm cái nhiệm vụ là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thôi. À, đó. Còn mà lúc mà bắt đầu mà nó xử lý đối tượng đó là nó thuộc về ý. À, chính vì qua cái giai đoạn để mà xử lý đối tượng này nó mới tạo nghiệp. À, nếu mà với trí tuệ đó thì mình sẽ tránh được những cái bất thiện. À, mình tạo những cái nhân thể, nhân lành, nhân thiện. Không? Còn nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm. À, mà mình bắt đầu á, mình bực bội, mình khó chịu. Là gì? Là vô minh. Vô minh thì duyên hành. Cả thân nghiệp, khẩu nghiệp đều bất thiện hết. Đó, thành ra mình phải biết từng cái giai đoạn mình thấy ngoại cảnh, mình thấy cái ông này ổng không đúng, ổng đã phóng vật rồi, vừa lái xe mà rồi vừa nói chuyện mà vừa nghe điện thoại thì cái tâm nó quá phóng vật. Nó chạy từ cái mắt nhìn, tai nghe, rồi á là cái ý tay để chỉ cho bà vợ phải làm như thế này thế kia. À, là cái tâm ổng nó chạy lung tung hết rồi, nó phóng vật rồi. Rồi mình thấy vậy mình bực bội. À, làm sao cái nhà bên kia nó cháy rồi, bên này mình cũng đốt nhà mình cho cháy luôn. À, cho nên á là chúng ta phải thấy bây giờ á, người ta nói sao, có nhiều lúc á mình thấy bực bội mình nói lên, nhưng mà sao ta nói là mình làm á thì cả nhà được hưởng, nhưng mà ta ghét mình à thấy không? Khi mà cô bực bội cô nói lên á, cái bắt đầu ở trên xe đó, bà nói thôi, bà này tu hành gì mà sân hận thế này thế khác, thấy không? Nhưng khi mà cô nói là lợi ích chung cả xe, chứ đâu phải riêng mình cô, thấy không? Nhưng mà bây giờ á, mình mà nói lên á, thì mình bị ta chê trách, rồi ông tài xế là ông còn ghét mình nữa, thấy không? Đó, thành ra đó. Mình thấy
mình nhắc lại chính mình. Bây giờ nếu mà quả thật á, mà do cái duyên nghiệp á, cộng nghiệp á, thì hả có xảy ra thì chịu chung, tất cả mọi người cùng chịu chứ đâu phải riêng mình ha. Còn nếu mà cái duyên nghiệp mà nó chưa tới à, thì mọi cái nó cũng sẽ vượt qua hết à, mắc gì mình phải sân hận, mình nói chi cho nó mệt à, mình nói ra gây những cái quan trái trong cái đời sống mình. Thành ra đó, thôi mình chấp nhận nhân quả, mình chấp nhận nghiệp báo à, mình nhìn cái tâm sân hận bực bội, cái phiền não của mình, để mình chuyển đổi à, từ cái phiền não qua cái chánh niệm trí tuệ sáng suốt à, thì mình diệt trừ phiền não, mình sẽ được an lạc à, giống như trong động kinh Đức Phật có dạy đó à. Thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Trại Viên à, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô A Di Đà. Dạ, sa thú lành thai. Con thấy cô tu nữ Tây Duyên dạ rồi, chắc là cô đã nghe lời của sư. Dạ, con còn một câu hỏi của bạn con nhắn nữa, con xin được đọc. Chắc câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng. Tâm mắc cảnh vị sự rung, không tự tin do một phần của sân, hai là do tâm lo sợ. Và người bạn con hỏi là tâm mắc cảnh là cái vị sự rung, nhưng mà cái điều này là do mình không tự tin mình rung, hay là do tâm sân mình rung? Bạch sư, dạ con kính nhân mít đến sư, sư chỉ dạy giùm ạ. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mày á, Nam mô Sang Thầy á. Thì khi mà mình cái tâm mình bất cảnh mà mình có sự sợ hãi, mình run, thì cũng đó là cái tâm phiền não à, nó không muốn thấy những cái cảnh ghê sợ hãi hùng à. Thì sao? Là cái tâm mà không dám, không có thích, không có chấp nhận đối tượng à, nó muốn tránh né à, nó muốn tránh né những cái cảnh đó à, cho nên là cái trạng thái mà run sợ kinh hãi à, là nó cũng là cái tâm phiền não, thấy không à, uất ức buồn rầu khóc than hay là kinh hãi sợ sệt à. Nếu mà mình nhìn, mình quan sát, không có gì là đẹp đẽ, mà cũng không có gì là kinh sợ ghê tởm à, nó sanh rồi nó diệt à, nó sanh rồi nó diệt à. Thì khi mà mình ghi nhận, mình hiểu biết như vậy, hoặc là khi mà mình có cái sự kinh hãi run sợ, thì mình nhìn vào cái trạng thái tâm dao động ở trong nội tâm của mình à, thì mình sẽ vượt qua à. Một là chúng ta chánh niệm tỉnh giác, quan sát đối tượng à, biết tất cả đối tượng thì nó sẽ luôn luôn thay đổi, nó sanh diệt, không có đối tượng tốt mà cũng không có đối tượng xấu à, tất cả các đối tượng là đối tượng à, để mà mình chánh niệm tỉnh giác, mình diệt trừ. Còn không thì mình quan sát trong cái nội tâm mình, mình biết là bây giờ cái tâm dao động kinh hãi à, rung động sợ sệt gì đó, mình nhìn vào cái trạng thái tâm phiền não đó, thì mình biết
quan sát nó một lúc thì nó cũng sẽ vượt qua. Thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối và sau đó thì xin xin phút chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, là chúc cho tất cả quý tu nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh vượt qua được những khổ đau bệnh tật, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy giá. Khóa lệ chút xíu đi sư, còn một phút sư, cô chị Bạch Ta hỏi tiếp theo cái câu của cô tu nữ Tài Duyên đó bà sư, sư có thể giúp dùm cho chị một cái câu này đi bà sư. Dạ, dạ, lúc đó có thể niệm Phật để tâm an lại được không thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến sư, dạ. Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì khi mà chúng ta suy niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng á, để đấu trị với cái sợ hãi, phiền não rồi kia nọ đó thì cũng được. Nhưng mà cái đó đó là sao? Lúc đầu cái tâm mình nó chưa, cái niệm, cái tuệ mình chưa đủ mạnh. À thì mình sao? Mình lánh né, mình lánh né để đoạn trừ. À, nhưng mà lần hồi đó thì mình phải nhìn thẳng vào đối tượng. À, còn bây giờ tạm thời mình niệm tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp để mình trấn tĩnh lại. À, để mình tạm thời mình lánh né đối trị cái phiền não đó thì nó chỉ là tạm thời. À, còn nếu mà mình tu tập mà mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phiền não để đoạn trừ nó thì tốt hơn. Dạ, xin giải thích ngắn gọn. Dạ, chúc cô Meta nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải những câu hỏi của chúng con để bài học thêm sáng tỏ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh.